Chào, chờ đã, không được mang đồ ngọt vào. Cái này không được mang vào nhá. Ê, trời ạ, đợi tí. Ôi, mình thấy tệ quá. Ôi, trời ạ, hãy mang vào phòng phẫu thuật ngay lập tức. Ôi, trời ạ, cái gì vậy? Phòng mình không còn cho nữa đâu. Ôi, trời ạ, đây là anh trai mình mà. Anh ấy bị sao vậy? Ôi, trời ạ, suýt thì em mất mạng. Ôi, xin chào em. Nhìn này, đó là trò đùa thôi. Anh đã mang đồ ăn cho em rồi đấy. Em thấy hạnh phúc không? Oh wow. Trời à, cái này thì sẽ rất là hợp với mình. Bây giờ thì sẽ đủ cho cả bệnh viện ăn luôn ý. Ôi, cái cá tuyệt vời nhất rồi. Ui, Mentos cũng rất là ngon. La la la. Nào dừng lại. Ôi, em không nhìn thấy cái này sao? Kẹo không được mang đi. Ôi trời ạ. Ôi không. Ôi, lấy cả Bim Bim sao? Không được, mình có ý tưởng này rồi. Không ai sẽ lấy Bim Bim của mình nếu mà mình thành y tá. Đó, cái này thì rất là hợp đấy chứ. Xin chào người đẹp. Ê, có nhớ không? Chúng ta học cùng một nơi mà. Nói chung là mình đến để thay bạn đây. Đi đi. Ôi, nghỉ ngơi thật tốt nhá. Nào, từ từ chờ đã. Thấy chưa, không được mang kẹo nào. Bây giờ thì hãy đưa đây. Và đi đi. Ô, thật là tuyệt. Bây giờ thì mình có cả một cái hộp đồ ăn ngon rồi. Bây giờ thì mình sẽ mang hết cho em gái nhá. Em gái ơi, anh đã mang cho em một bất ngờ đấy. Đó là cả một hộp kẹo. Có thích không? Đã lấy ngay ở đằng kia nhá. Đó, Bim Bim yêu thích của em này. Anh biết là em sẽ rất là vui mà. Ôi, ngon quá. Ôi, đồng nghiệp sao? Cậu đang làm gì vậy? Ê, dừng lại. Tớ sẽ đánh tất cả kẹo ra khỏi đây nhá. Ôi không, phải đi làm gì bây giờ? Nào, bạn gái ơi, bạn cầm lấy đi, đừng ăn nhá. Nào, bây giờ thì mình đeo lên đấy. Ôi trời ạ, đau hết cả đầu. Nào, mang đồ ngọt ra đây. Ai, trời ạ, có thể im lặng hơn được không? Đi vào đi. Xin chào. Vâng, mình là bác sĩ. Đừng quên mình sẽ vào phòng của mình. Có chuyện gì vậy? Ôi, bạn có cái gì đau đầu không? Từ đầu đã đau hết cả đầu rồi. Có, bây giờ mình sẽ tìm thôi. Chắc là tìm được thôi. Cái này thì giúp đỡ rất nhanh. Cảm ơn bạn rất nhiều nhá. Cứu cái mình rồi. Trời ạ, đây có chắc chắn là viên thuốc không? Hay là... nó là cái gì? Trời ạ, đây là Skittles mà. À, trời ạ, suýt thì quên mất cái này. Còn kẹo thì mình sẽ lấy nhá. Tạm biệt. Và... cậu ấy đã đưa cho tớ kẹo thay vì viên thuốc. Này, nhìn thấy chưa? Không được mang đồ ngọt vào. Thôi được rồi, mình lấy đây. Bây giờ đi đi. Ôi, bạn ơi, bạn có thể cho mình đi trước được không? Ôi, cảm ơn rất nhiều. Mình không ở đây. Ui, bị bắt rồi. Xin chào ạ. Mình đi đây. Cái này là cái gì nữa đây? Một đường Skittles sao? Trời ạ, bạn ơi, dừng lại. Tại sao á? Đằng sau bạn lại có một đường kẹo thế này. À, lại là như thế này. Bây giờ thì bạn sẽ không đi được đâu. À, lại còn chạy mất nữa chứ. Còn bạn thì á, đưa mình Bim Bim đây. Và đi vào đi. Ôi, trời ạ, bạn có thể ra ngoài đúng không? Vâng, chúc mừng nhá. Bây giờ thì hãy cẩn thận để đi. Ôi, may mà thì cũng không đi kịp ra rồi. Nào, đi vào phòng lại đi. Và bảo với cả bác sĩ phải cấm cậu đi xe đạp nhá. Tội nghiệp. Ôi, đây là ai nữa đây? Bạn cần giúp đỡ sao? Xin chào người đẹp. Ôi trời ạ, bạn tuyệt vời quá. Ôi, lại còn hoa hồng sao? Ôi, mình sao? Thật là cảm ơn. Mình đã đến để tìm người yêu. Và trông bạn tuyệt vời nhất đấy. Ôi, có vẻ tuyệt lắm. Ô, ai đây? Ô, ai nữa? Là anh đấy, Ted đấy. Em có muốn nhìn cái thứ tuyệt vời mà anh mang đến đây. Anh không có nhiều tiền nhưng mà có rất nhiều đồ ngọt. Đấy, lấy đi. Ô, tuyệt vời quá. Cái này ngon thật đấy. Ừ, đúng rồi. Dừng lại. Mà không mang được đồ ngọt vào.
Vâng vâng, ai cũng đau thôi. Nhưng mà không được mang cái gì vào đâu. Cái gì? Đồ kẹo sao? Mình vừa mở ra mà. Ui, phải nghĩ ra một cái gì nữa đây. À, đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ làm cái này để giấu đi. Và mình sẽ cho cái này Pringles vào trong. Và biến nó thành một cái tay như thế này. Đó, thật là hoàn hảo. Ôi, không đau cái cắt đâu. Tất nhiên là phải đưa rồi, đưa đây. Ôi, bạn ơi, chờ đã. Ôi, trời ơi, tay bạn bị sao rồi? À, đau quá. Ôi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Vâng, 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 bạn đi vào đi ạ. Nancy, anh làm hỏng gãy tay mất rồi. Ôi, khổ thân anh trai. Ôi, trời ạ, tại sao lại như vậy chứ? Em cũng tin rồi sao? Đó là prank thôi. Trời ơi, đáng sợ quá. Ôi, từ từ. Không, đây không phải là tay của anh. Đây, anh lấy cái này để mang kẹo vào đấy. Nhìn này, rất là thông minh đúng không? Ôi, thật là tuyệt vời. Anh thật là thông minh. Vé của bạn. Tuyệt lắm. Còn cái này là cái gì nữa đây? Với vật nuôi không được phép vào lên máy bay. Ôi không, mình không thể bỏ con thỏ lại của mình được. Nhưng mà hình như mình có một ý tưởng rồi. Mình sẽ giấu nó ở dưới mũ của mình, không ai thấy đâu. Mình nghĩ tuyệt lắm phải không? Nào, đưa con chó ở đây. Nó sẽ đợi bạn ở đây. Tiếp theo. Đây, của mình đây à? Đây vé và hộ chiếu. Đây, mọi thứ đều ổn. Bây giờ mình sẽ kiểm tra bạn có con vật nào không. Máy quét không bị lừa đâu. Xem nào. Thỏ sao? Trời à, đã bảo là không được mang rồi. Làm ơn đừng lấy nó đi ạ. Đừng lo, mọi thứ sẽ rất là ổn ở đây. Bây giờ bạn có thể đi được. Ôi, thật là đáng tiếc. Trời à, mình khóc mất. Hình như là mình có một ý tưởng rồi. Xin chào. Xin chào. Nào, có ai có dưới mũ của bạn không? Ở đây không có ai cả. Mặc dù thêm một chút phép thuật thì sẽ có hộ chiếu và vé xuất hiện. Ồ, wow, bạn nghĩ ra hay đấy. Chắc chắn không có ai trong này đúng không? Có vẻ như trống rỗng. Thôi được rồi, mời bạn đi. Cảm ơn bạn nhé. Ôi trời ạ, ảo thuật ra hay thật đấy. Vâng, xin mời lên máy bay. Ôi, bí ẩn làm sao. Ê, cậu buồn gì vậy? Tớ có một bất ngờ dành cho bạn. Có cái gì vậy? Có vẻ như là bạn đã định đi với cả người bạn đáng yêu của bạn đúng không? Một chút nữa. Và nó đây rồi. Oh wow. Trời ơi, tại sao có thể làm được vậy nhờ? Cảm ơn cậu rất nhiều nhé. Vâng, luôn có thể vui khi giúp bạn. Vâng, đồ của bạn đây, bạn có thể đi lên máy bay. Cảm ơn nhé. Ôi, từ từ. Ôi, xin chào ạ. Mình có một cái dành cho em bé của bạn. Nào. Cái gì? Trời à, một con chó thanh về đứa trẻ sao? Sao lại như vậy chứ? Ôi, xin lỗi nhá. Bạn sẽ không bay đi đâu đâu. Dạ vâng, bạn nói gì cũng được. Ôi trời ạ, làm cái gì để lừa mình cũng được. Vâng, đây là vé của mình. Vâng, rất là ổn. Nào, một phút nào. Không có động vật, bạn có thể đi được. Cảm ơn nhá. Dừng lại. Bạn có một con chuột lộn ở trong ba lô của bạn. Như này không được đâu. Với vật nuôi không được phép lên máy bay. Bạn hiểu không? Hãy ra khỏi hàng đi. Ôi, suýt thì được. Không được phép mang động vật sao? Nhưng mà mình có con nách mà. Nếu chuyện gì xảy ra, nếu giấu ở trong quyển sách nhờ. Một ý tưởng tốt đấy. Thật là tốt. Mình mang theo dao của mình. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái lỗ dành cho bạn. Và mình sẽ bay cùng nhau. Đấy, như thế này này. Ê, cẩn thận đi. Xin lỗi nhá, mình vô tình thôi. Xin chào ếch của mình. Nào, bạn thấy ý tưởng của mình sao rồi? Nhưng mà ngồi ở đây nhá, để không ai tìm thấy được. Vâng, xin chào ạ. Đây là vé của mình. Okay, tuyệt lắm. Nhưng mà kiểm tra mọi thứ đã nhá. Vâng, vâng. Tất nhiên rồi ạ. Mọi thứ đều ổn, bà có thể lên máy bay. Có một chuyến an toàn nhá. Ôi, ôi, mình muốn làm như vậy. Xin chào, chào mừng bạn lên ạ. Tuyệt quá, ý tưởng của mình thành công rồi. Vâng, mọi thứ đều ổn chứ. Dạ vâng, tất nhiên ạ.
Và chắc chắn con nách của mình cũng vậy. Bây giờ cậu có thể đi ra được rồi. Đấy, cậu làm tốt lắm. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, ếch trên này sao? Bỏ nó ra. Vâng, dạ đây ạ. Ôi, em yêu, em có ổn không? Dạ vâng, xin mời. Trời ạ, bạn mang con về theo mình sao? Không, bạn không được mang theo nó. Nào, bây giờ mình sẽ mang nó lại. Trời ạ, tệ sao thế chú, tệ quá. Cậu nhìn thấy không? Với động vật không được phép cho vào. Thế còn tắc kè hoa của chúng ta thì sao? Cần có một ý tưởng. Mình có một ý tưởng rồi. Cái gì vậy? Thôi được rồi. Nào, vâng ạ, đây là đồ của bạn đây. Bây giờ mình có thể đi qua được không? Ừ, tất nhiên rồi, mời bạn vào đây. Ôi, mình cần phải giấu nó thật là tốt để không nhìn thấy. Vâng, xin chào ạ. Anh của mình bị gãy chân nên không thể đi được. Ôi, mình rất thông cảm với bạn. Mình có thể xin vé được không? Dạ vâng ạ, hoàn toàn quên mất. Đây ạ, đợi mình tí mình sẽ lấy nó ra ngay. Đây ạ. Ôi, trời ạ, nhột lắm sao? Ôi, tại sao nó không ngồi yên chứ? Ôi, trời ạ, mình không chịu được mất. Ôi, nhột quá. Ôi, bình tĩnh đi, bình tĩnh đã. Chuyện gì vậy? Nào, cho bạn xem có cái gì đây. Tắc kè hoa. Mời bạn không được vào với nó. Dạ vâng, 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 xin lỗi. Vậy thì bạn nghĩ là không đi bộ được chứ gì? À, bạn định lừa mình chứ gì? Những kẻ lừa dối. Dừng lại. Chúng mình có quy tắc. Không được mang động vật vào. Trời ạ, mình muốn mang chinchilla theo mình. Hãy để nó lại ở đây. Nó sẽ rất là ổn, không sao cả. Còn bây giờ bạn có thể đi được rồi. Vâng, cảm ơn nhá. Trời ạ, mình muốn mang theo bạn thân của mình. À, mình có ý tưởng này rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ cái áo câu cá ra. Mình sẽ bẻ cong chiếc mũ. Đấy, còn bây giờ mình sẽ đeo thêm kính vào. Và tất nhiên là mình sẽ cần phải xử lý cả ở trong cả hộ chiếu nữa. Đấy, sẵn sàng rồi. Đấy, bây giờ là mình là một cô gái. Và chú chó dắt đường của cậu ấy. Bậc thầy của sự biến đổi. Ôi, mày bay đâu rồi? Ê, xin lỗi, bạn đi đâu vậy? Ôi, trời ạ, bạn ấy không bị mù. Cho mình xin vé được không? Dạ vâng ạ, đây ạ. Vâng, vâng, đây ạ. Ừ, quay lại với mình được không? Ừ, đây là bạn ấy. Đây, mình sẽ cho cái này lại vào. Và bây giờ thì bạn có thể đi được rồi. Ôi không, trời ạ, chó ơi, đi đâu rồi? Ê, cậu ấy chạy đi đâu vậy? Dừng lại. Không được đi như vậy. Này nhá. Ừ, đúng rồi. Bây giờ thì hãy đi ra khỏi sân bay đi. Ôi trời ạ. Dạ vâng, xin mời, đây là giấy tờ của mình. Nào, chờ một chút. Oh wow. Trời ạ. Xinh quá. Ôi, đây là cô gái của trong mơ của mình. Choáng quá. Ôi, xin chào đấy, em bạn đẹp trai. Vâng, xin chào. Mình có thể đi qua được không? Vâng, vâng, tất nhiên rồi. Ôi, cảm ơn nhá. Vâng, cảm ơn. Oh, wow. Ôi, cuối cùng mình cũng ở trong một máy bay rồi. Oh, wow. Cái gì vậy? Ôi, thôi được rồi. Mình trên máy bay, vì vậy có thể lấy thú cưng của mình ra rồi. Ôi trời ạ, cái gì nữa đây? Chuột hamster sao? Ôi giời ạ. Ôi, mình đã nói với các bạn là các bạn sẽ đi theo mình mà. Ôi, chuyến bay suôn sẻ nhá. Mình có trễ không? Đây là vé của mình. Không, bạn không trễ. Mọi thứ đều ổn. Thế còn cái gì trong này nữa đây? Cái gì? Bạn không biết quy tắc của mình sao? Không được mang theo con mờ gờ vật như thế này lên. Ôi trời ạ, tại sao lại như vậy? À, không sao. Bạn chỉ cần hãy giữ đầu bạn như này. Ôi, mình là một người chụp ảnh rất là tuyệt vời. Mình có thể chụp ảnh cậu được không? Ôi, chắc chắn rồi. Từ từ, đợi mình sẽ chuẩn bị này nhá. Siêu, 3, 2, 1, bắt đầu nào.
Ôi, trời ạ, đèn lé thế. Còn bây giờ, mình cần cho con mèo của mình ngay vào đây làm tức thôi. Đừng buồn em yêu, chị sẽ không để lại em ở đây đâu. Đấy, xong rồi. Còn cái này dành cho cậu, cảm ơn nhá. Vâng, vâng, nhanh lên đi ạ, chúng ta bay bây giờ. Ôi, cuối cùng mình cũng kịp rồi. Em yêu đâu rồi? Thật là tuyệt vời. Ôi, cảm ơn nhá, bây giờ em đã đến nơi rồi. Ôi, cuối cùng mình cũng nhìn thấy rồi. Cái gì? Trời ạ, con mèo đâu rồi? Bạn không thể nào mà lừa mình được đâu, dừng lại. Ôi, thôi được rồi. Chúng mình chắc chắn sẽ mang cục chăm chăm cho bạn. Xin chào. Dừng lại, bạn là ai? Và tại sao bạn đến đây? Mình là bác sĩ, mình có một kiểm tra theo lịch trình của một tù nhân. Có gì trong vali vậy? Nhìn đi. Hay là mình cũng kiểm tra bạn nhá. Ôi không, 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 không cảm ơn. Okay. Thôi được rồi, mình đến gặp bệnh nhân đây. Bệnh nhân đấy sao? Ôi, bạn đừng làm tôi cười nữa. Trời ơi, thế mà gọi là bệnh nhân. Alex, cậu bị ốm, cậu bị ốm. À, tôi sao? Ừ, đúng rồi. Ôi, đau thế. Trời ơi, tim tôi đang rỉ máu, cứu, cứu. Ôi, đau bụng quá, chuyện gì xảy ra với mình vậy? Đấy, thấy chưa? Bạn ấy cần thực sự giúp đỡ mà. Thôi được rồi, đi đi. Trời ạ. Ê, xin chào, xin chào. Ôi, cuối cùng cũng đến. Bạn đến mang đến chưa? Đây, mình tìm thấy một con nhỏ của bạn nhá. Đây, nhìn này. Chiếc đáy này bỏ ra. Đấy, đây là bạn của bạn đây. Giữ lấy đi. Tuyệt lắm, nhưng mà đây không phải là bạn của mình. Hát-chiu. Ui, bỏ ra đi, mình bị dị ứng với mèo. Hát-chiu. Ôi không không, mình không nhận đâu. Hát-chiu. Ôi, mình bị ngứa rồi. Trời ơi. Hát-chiu. Ôi chiu. Ê, có gì đằng kia vậy? Hai, nó chạy mất rồi. Trời ạ, đâu mất rồi, trời ơi. Đi đâu rồi, đi đâu rồi? Ui. Ôi, lại làm giấy tờ mệt mỏi ghê. Chán thế nhỏ. Ê, cái gì đây? Gì vậy? Ê, ê, cái gì nữa đây? Ôi, không, không, không. Nó không phải như cậu nghĩ đâu. Ôi. Ôi, mình xin lỗi nhá. Trời ơi, bạn ơi, đừng chạy xa như vậy chứ. Xin lỗi vì đã có sự hiểu lầm. Mình đi về đây. Ôi, bác sĩ ơi. Đấy, cứ đợi đấy. Tôi sẽ tìm thấy người này. Dừng lại. Oops. Xin chào, mình đến để dọn dẹp. Mình phải kiểm tra cậu. Mọi thứ dường như ổn đấy. Nhưng có gì đó không ổn ở đây. Chính xác. Cho tôi xem có gì bên trong thùng của cậu đi. Ờ, cái thùng sao? Cậu đang nói về cái này à? Ừ, đúng. Đấy, thấy chưa? Nhìn thấy nó bẩn làm sao. Nào nào, cho mình đi qua đi. Đi. Cẩn thận. Có gì đó không ổn cho lắm. Phải đi kiểm tra mới được. Alex, Alex, hi. Xem này. Tôi nghĩ tớ đã tìm thấy em yêu của bạn rồi. Lần này mình phải mang nó trong một cái thùng đấy. Đây đúng không? Con cá vàng này là của cậu mà không? Giữ lấy đi. Cá vàng? Trời ơi, đây là một con cá. Tất nhiên là không phải là của mình rồi. Ê, đừng có hét lên như vậy. Ôi không, mình làm đổ hết mọi thứ rồi. Cần phải dọn dẹp ngay lập tức thôi. Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Ôi cá, xin lỗi nhá, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Cố lên bạn, hãy bơi tự do đi nào. Xin lỗi. Có chuyện gì đang xảy ra đây đây? Mình nghe thấy tiếng hét. Alex, cậu bị sao vậy? Tại sao cậu lại xả nước? Ôi, mình bị khó đi vệ sinh. Trời ạ, tại sao không nói ngay từ đầu? Thôi đi đi đi, thật là xấu hổ. Ghê qua đi mất. Ôi, đi rồi, may quá. Wow, những con cá này rất là thoải mái ở đó. Có khi nào cô ấy sẽ tìm thấy buddy của mình nhỉ? Mình nhớ nó quá đi mất, trời ơi. Ôi, người bạn của tôi nhớ quá. Buồn thật đấy.